Và nếu tình yêu là nerd thì anh là người chơi liều. Bởi nếu vì em thì anh yên là thường. Em rất kiên và cường, lại còn duyên là thường, yeah. Anh sẽ vẽ em cho một bản nhạc ra chữ tình. Bởi thứ anh làm giỏi nhất là viết tình ca. Cuộc sống này quá điên, không cần ta giữ mình. Cần vào hôm nay hơi chật, ta chỉ biết mình ta.